Xin chào anh em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên cho anh em cái lô máy 18 cây gồm 5 cây cưa và 13 cắt cỏ anh em. Cưa thì có chỗ cắt cỏ có cho anh em là con Kawasaki ha, TD40 ha. 40 ly 40cc máy này siêu khỏe luôn nha anh em. Còn 4 thì Honda gửi tham lâm anh em, zin nguyên cây gắt đẹp luôn ha. Cặp Magu ha, Echokvis 260, Tanaka 2500. Kawasaki TX 23 ha. Con Echo khủng long ăn cỏ anh em. Hôm qua lên hai con, có anh kia anh chốt một cặp luôn. Trên đây có con Echo trắng quá đẹp luôn anh em ơi. Hàng như hàng thùng luôn nè. Xuất sắc luôn. Quá đẹp. Một con Beo ha, dòng Singu anh em. 33 ly mà chu 3 nè. Chứ lại đây có con G2KC chu 3 luôn ha. Còn đây thì có con cặp máy cắt cỏ giá rẻ nè, 1 triệu nè ha. Cưa thì hôm nay đặc biệt cho anh em là lên 4 con tay cục nha. 4 con tay cục thì này anh em về mua về dùng gia đình ha. Thì giá nó sẽ từ 2 triệu tới 2 triệu rưỡi là con mắc nhất là con xịn sò nha anh em. Con Magu nha, nhìn rất là đẹp luôn. Và con tay dài hôm nay là con Echo 362 ha, 39 ly. Máy rất là khỏe luôn, cưa khai thác rất là ok nha anh em. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042 ha. Số này có Zalo luôn. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Giang Tèo nha anh em. Hình thức mua bán anh em thì phải gọi là cực kỳ đơn giản luôn. Anh em sẽ được là bao ship tận nhà, không cần phải cọc trước và sẽ được là kiểm tra hàng trước khi nhận anh em. Hàng tới nơi anh em là dỡ ra đúng hàng ha. Rồi xong anh em xăng pha nhớt đó thì dưới hai thì là xăng pha nhớt anh em đổ vô anh em test ok hết nó cho tiền. Còn 4 thì anh em nhớ là xăng riêng nhất riêng. Vậy anh em đổ xăng trắng nè, nhớ thì nhớt 4 thì nhớt xe Honda đó, anh em đổ vô miếng giùm em ha, tại vì hàng đi là em sẽ đổ cái hết, nó không cho để anh em. Chân chuyển không cho để nó sợ cháy nổ được kia không cho để. Thì tới nơi anh em nhớ đổ xăng trắng và nhớt 4 thì giùm em đặng một miếng ha để mình thử hàng nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em vào xem clip thì nhớ để lại cho em một cái nút đăng ký kênh và một cái dấu like clip nha anh em. Thì anh em mà mới xem đó chưa bấm đăng ký đó, bấm đăng ký xong thì nó sẽ hiện lên cái chuông, anh em bấm vô thông báo, bật cái thông báo chuông của em luôn ha. Để khi mà em lên clip hàng ngày anh em sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Và cái lịch thì ngày nào em cũng có lên clip nha anh em. Thì dao động là từ 6 giờ 6 rưỡi thì clip em sẽ đăng lên cho mình ha. Anh em nhớ đón xem hàng ngày để mà lựa được con máy ưng ý nhất nha. Hôm nay em đăng cho anh em là ngày 6 tây tháng 5, lô máy Alochica ha. Anh em chốt máy nhớ ký hiệu giùm em. Rồi, con đầu tiên là con K1 nha anh em. Máy cưa tay cục ha. Quên nữa anh em. Cắt cỏ thì cũng như thường lệ nha, tặng 6 món. Chắn cỏ, tiếp bỏ boogie, lục giác, dây đeo ha. Một cái tiếp bỏ boogie này nha anh em. Hay ổ bắt cước nè. 5 món với lại lưỡi thì sẽ là 6 món ha. Lưỡi thì bên em có hai loại, một là dẹp, hai là tròn, lưỡi găng cưa đó. Anh em chọn một trong hai giùm em ha. Cưa thì em tặng 4 món. Một cái tiếp bỏ boogie, một cái boogie ha, một cái vũ xích và một cái bao lam ha, là tổng cộng 4 món đi kèm. Thì kèm theo đó bên em có bán nhớt anh em, nhớt 4 thì cũng có luôn nha. Mà tại vì ở đây thì hai thì nó phức tạp hơn cho nên là em giới thiệu nhớt hai thì ha. Này thì anh em pha 1 lít xăng 40cc nhớt giùm em. Thì cái chai này như này thì dung tích 1 lít giá 100 ngàn ha. Anh em sẽ pha được tối đa là 25 lít xăng. Nên em pha với 1 lít xăng 40cc nhớt nha anh em. Rồi con đầu tiên là con K1 ha. Rồi con K1 là con Gyobi ha anh em. Con này là Gyobi nhân đời là của hàng Komatsu ha. Này là Komatsu G2500 anh em. Nồng con này 35 ly nha, nó khoảng 27cc ha. Con này thì khi mà máy nó nổ anh em, bố nó vũ á, bố nó bung ra nó bắt vô chuông anh em, cho nên là hơi kêu bố xíu. Thì đó tình trạng máy thì bình thường không có sao nha anh em. Đã nhiều anh em không biết nói sao về máy kêu quá, không biết có hư hao gì không ha. Rồi con này là cái cản xích còn rất là mới luôn nha. Còn nguyên si luôn nè. Xích còn rất là dày dặn luôn nha anh em. Cái này về anh em vũa xài, nên anh em xài thời gian anh em vũa được khoảng 60 lần rồi đó, còn rất là nhiều luôn ha. Mặt tiền máy con này nguyên một con máy màu vàng rất là sáng luôn nha. Này kiểu như dắt em phơi, anh em phơi nắng á, rồi bụi nó dính lên anh em. Đây nữa em vệ sinh lại cho anh em cái nữa mới đi hàng nha. Này bụi nó dính quá trời luôn. Đợt đó gần đang vệ sinh, em vệ sinh rồi phơi nắng rồi mưa tới này kia gió đó, thổi quá trời luôn ha. Cho nên là nó hơi nhìn nó hơi bụi nhiều nè. Thì này nữa hàng anh em chốt thì em sẽ vệ sinh một lần nữa ha. Ok còn lành hết mới cho đi nha.
làm 3 tấc nha anh em, phần cắt là 26 cm ha. Này để cho anh em cưa củi gia đình chơi chơi với lại tỉa cảnh thôi nha anh em, cây kiển thôi. Chứ anh em mà cắt bự quá thì cắt cũng không được, tại vì con này nó chỉ có 3 tấc thôi. Mà được cái ưu điểm là con này cắt là nhẹ anh em. Xăng nhớt đầy đủ luôn, có 4 kg à. Cắt là thuận lợi luôn, cắt là nhẹ luôn. Này chị em phụ nữ đồ là xài cũng rất là ok luôn. K1 giá 2 triệu ha. Tiếp theo con K2. K2 là con cưa Tanaka anh em. Con này thì nòng 38 ly, 35cc nha. Con này thì nói chung trên like em dòng này rất là nhiều luôn ha. Con này một cái ưu điểm rất là hay là em đã lên ship mới 100% cho anh em dây luôn, về anh em xài ha. Và phần mắt xích còn rất là mới, rất là dày luôn. Làm o gồng ha, làm ghim anh em, hai mặt còn nguyên si nè. Đây số 91 này có nghĩa là chạy sên 91 nè. Sên 91 là sên chung sên mini đó, hay gọi là sên lỡ đó. Cái này con này tăng đưa xích rất là hay. Anh em chỉ cần nhả lỏng ốc rồi ra và tăng đưa nằm cái này luôn. Đầu dít dẹp mà cái đầu mà tiếp bộ bogey em tặng về tặng anh em đó. Vậy anh em lấy là anh em chỉnh găm ti rất là ngon luôn ha. Chỉnh nó sơn rất là ngon luôn. Con này nó còn cái mạ đen luôn anh em. Còn lớp kiến nè. Này rất là mới luôn nha. Cái này lớp kiến rồi mới tới cái lớp màu trắng rồi mới tới lớp sét anh em, nó qua thêm hai lớp nữa. Bằng này nó còn nguyên si như còn hàng Nhật mới về luôn. Lại con này nó có chỗ cái móc dây đeo anh em, móc cái móc móc tường á. Anh em có thể treo lên tường này kia hoặc là anh em có thể là treo khi mà anh em đeo chẹo anh em cũng phải móc vô anh em kéo lên cũng được nữa. Rất thuận lợi luôn. Có xi gỗ mình luôn nha. Và đặc biệt con này là dùng e tự động mà có luôn cả thắng xích. Đây ha, thắng xích nè. Còn hoạt động tốt nha anh em, cái bảng nó khá là dài nè. Bây giờ anh em thắng xích rất là nhẹ tay luôn ha. Con này thì lam là lam 4 tấc nha anh em. Đây, lam 4 tấc phần cắt là 37 cm ha. Con này thì phần cắt rất là dài luôn. K2 giá 2 triệu luôn nha anh em. Tiếp theo là con K3 ha. K3 là con Tanaka nha anh em. ECS ha. Con này 330 nha. Mắt in Japan còn trên tem luôn. Tem nó thì có hơi chốc xíu mà còn được nguyên si nha anh em. Còn thông số thì đủ nha. Con này nòng 37 ly, 33cc ha. Con này được lắp ráp và sản xuất tại Nhật luôn nha anh em, 100% luôn. Con này có cái hàm gồng xi gỗ bằng nhựa anh em. Ha, này là vừa cái nắp chụp bô bình xăng con và cũng như là vừa có hàm gồng của mình luôn. Con này thì lam là lam o gồng anh em. Tâm zin nha. Hai mặt còn tem luôn á. Chạy chiếc xích 91. Con này xích thì nói chung bị cù quá rồi. Này anh em chốt thì em sẽ thay cho anh em bộ xích mới 100% luôn. Như con K2 bên đây này ha. Đó, con này là xích là không xài được rồi. Vậy này anh em bán cho anh em, về anh em gặp chắc anh em chữ chết. Còn cái gì đâu mà xài anh em. Ha. Đó, bô còn rất là mới nha. Chặn xích còn nguyên luôn nè. Phần dưới của máy ha. Rồi, K3 giá 2.100.000 anh em, 37 ly, 33cc. Lam cũng là 4 tấc ha. Phần cắt con này thì 36 cm, phần cắt cũng rất là dài luôn nha. Tiếp theo là con K4. K4 là con Maguyama anh em, hàng siêu VIP luôn nha. Con này Maguyama CTS 3311M anh em. Con này 36 ly, 31cc nha. Giật con này trợ lực ha. E tự động. Đó, rất là thuận lợi luôn anh em, trợ lực tự động mà máy rất là đẹp luôn. Bô còn sáng trưng luôn ha. Cái này cái chỗ này bên đây kiểu như là khi mà chạy cái bô nóng á anh em thì nó hơi có hơi bị nhém xíu nha. Nhưng mà nó kia là cái vỏ không ảnh hưởng tới máy ha. Ốp làm zin luôn nha. Lam là của Magu, làm zin luôn anh em. Đây Maguyama nè. Ha. Còn được sơn màu đen của nó luôn. Con này tăng đưa xích nằm trên lam. Thì anh em muốn tăng đưa thì chỉ việc nhả ốc lỏng chút xíu rồi anh em tăng đưa thôi. Tăng đưa trên lam rất là dễ luôn. Lam 4 tấc nha, phần cắt là 36 cm nha anh em. Con này thì em đã lên cho anh em ship mới 100% luôn nè. Nói chung về đa phần nói chung mà xài mà máy mấy ông bên Nhật ông kỹ thì đỡ anh em. Còn mấy ông không kỹ là cưa là cái xích là nói chung là còn
Nói chung là cương là gọi là hư mà không có đường chữa luôn em. Bây giờ là về bắt buộc phải thay xích mới nè. Có máy không có lời lãi nhiều mà về quốc cái bộ xích nữa là hết bạ máy luôn rồi anh em. Nhưng mà chịu thôi chứ giờ sao anh em về không xài được sao mà bán ha. Nặng 3,6 kg nha. Có thông số nè ha. Mặt tiền còn đẹp long lanh luôn. Con này là nguyên bộ màu đen hết luôn nha anh em. K4 giá 2.500.000 ha. Tiếp theo con K5. K5 là con Echo 362 anh em. Nòng con này thì 39 ly ha. Nó 36cc nha. Con này 2.6 anh em, em ghi lộn giá 2.9. 2.6 nha. Ha. Hàng thì còn đẹp long lanh anh em, ốc tán là còn 7 màu luôn nha. Con này 39 ly, giá là 2.6, ghi lộn 2.9 để anh em chốt, nhiều khi anh em nhìn giá cao quá anh em không chốt lại mất công. Ha, báo giá lại 2.6 nha anh em. Ốp lam zin ha, lốc máy rất là sáng luôn. Đây, tem mát là còn đầy đủ nha anh em, số xe ghi còn nè. Phần dưới của máy rất là mới luôn ha. Long lanh luôn anh em, cái này là chỗ chân xích nha. Lam là lam Echo, Kiwit Green luôn nha. Hai mặt là còn tem đầy đủ. Đặc biệt lần này dùng lam là lam Latin, lam đầu trượt nè. Xích còn rất là dày luôn nha anh em. Cái này thì hàng đi anh em chốt, em chỉ cần em vũ sơ lại cái nữa cho anh em là ok còn lành. Mặt tiền còn rất là đẹp luôn nè. Tăng lên xích nằm đây ha. K5 giá 2.900.000 nha anh em. 2.600.000 nha anh em. Làm 4 tấc ha, phần cắt là 35cm nha. Con này mà anh em đi cưa củi với hạ cây đứng này kia cắt là ok. K5 giá 2.6 ha. Này anh em chốt nữa em sẽ giá lên nha. Tiếp theo là con K6 nha. K6 là con Stein ha, FS con này là 22 anh em. Nòng con này thì nó 32 ly, nó 22cc nha. Con này thì trong lốc là có dập tiếng Pháp anh em. Con này máy sản xuất Đức, sản xuất tại Đức, máy là Stein của Đức, xuất qua Nhật mà lốc thì dập tiếng Pháp. Ông này không biết ông hiểu ông nghĩ gì luôn anh em, gì tùm lum tùm la hết trơn. Bình xăng lớn thì con này thay mới nha. Bình xăng con thì cũng là 2 kim 260 mới luôn nha anh em. Con này thì bên cái phần áo bô này nó hơi bị gãy găng chút xíu, gãy găng chút xíu đây nha, cho nên con này mới có giá 1 triệu nè, chứ thường mà con này rẻ lắm cũng 1.2 triệu anh em. À, hôm nay là lúc nào giờ là lên lô đặc biệt cho anh em, giá lúc nào phải có giá rẻ cho anh em mua. À, anh em dùng gia đình dùng ít ít mà không quan trọng bề ngoài thì anh em lụm mấy con này ha. Con này tôm liền tôm nhựa anh em, trắng tươi luôn, láp trắng cỏ đầu bò zin theo máy nha ha. K6 giá 1 triệu nha. Tiếp theo con K7 ha. K7 con này cũng là con máy giá rẻ luôn anh em. Con Makita Gobin Cock nha. Nòng con này thì 30 ly 20cc. Dòng này thì anh em mình dùng gia đình nha anh em. Bình xăng lớn thì thay mới ha. Được cái là nó có cái đế bảo vệ bình xăng lớn nè. Này là tại vì hàng về anh em máy đè máy bị cắn lên bể nè, bắt buộc thay mới nha. Chứ anh em xài mà có cái chân kiểu này biết khi nào mà bình xăng bị bể anh em. Con này dùng e tự động nha. Anh em đẩy vô là đóng e nè. Anh em lên ga e tự động mở cho mình luôn ha. Giá 1 triệu mà e tự động nữa thì quá thơm. Tum nhựa theo máy nha anh em. Láp trắng cỏ này còn đầy đủ nha. K7 ha, giá 1 triệu. K8 là con Genos Komatsu G2KC anh em. Nòng 32 ly 23cc. Dòng Komatsu dòng này mà anh em xài là rất là bền luôn nha. Ha, dòng này xài cực kỳ bền bỉ luôn mà ít hư lật giặt nữa nha anh em. Con này bình xăng lớn zin, bình xăng con cũng zin luôn nha. Tâm thì tâm liền, tâm nhựa ha.
công tắc máy nằm đây nha anh em, lưu ý là cái dòng Komatsu á lúc nào nó cũng công tắc nằm đây cho anh em, làm công tắc nhìn rất là đẹp luôn á, rất là thẩm mỹ luôn. Láp đầu bò zin nha, con này thì anh em dùng gia đình thì anh em đập cước rất là ngon, rất là khỏe luôn. K8 giá 1.300.000 ha. K9 chính là con Beo anh em, dòng Singu. Con này là 2401 ha, nòng 33 ly, con này 24cc. Máy thì rất là gọn nha anh em, gọn về hình dáng mà nhẹ cân nặng luôn. Nhẹ con này là sang nhớt luôn, chỉ 4,5kg thôi. Này thì chụp trực trợ lực nè, giật có dây thèo luôn nha anh em, giật rất là nhẹ luôn. Bình xăng lớn thì zin ha, còn bình xăng con thì em đã lên là 260 hay kim mới nha. Con này cũng là tâm liền tâm nhựa luôn. Đây tên máy còn anh em, 24000 là T ha. Công tắc nằm đây nha. Láp đầu bò zin nguyên bản anh em, xăng nhớt luôn, 4,5kg quá nhẹ luôn ha. K9 giá 1.300.000. K10 con ơi, châu ghen em, con này là như hàng đập thùng luôn nha, quá mới quá đẹp luôn ha, đẹp xuất sắc luôn nha. Con này thì nòng 33 ly 24cc ha, tem mát còn đầy đủ nguyên xi nguyên zin nè, bình xăng thì trắng tươi, bô thì quá sáng luôn, áo thì đẹp long lanh luôn nha anh em, màu trắng mà không nhìn một dơ luôn. Con này thì nó dùng e là e máy cưa nha anh em, kéo lên là đóng e nè ha, giật chạy rồi thì mình đẩy xuống là nó mở ha, tum nhôm luôn nha anh em nhìn là quá đẹp, hai mặt như nhau luôn, quá sáng luôn anh em. Ốc ký láp là hai ốc là còn 7 màu mình luôn nè, công tắc nằm đây ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin nha, này thêm ít anh em thích thêm cỡ 100-150 ngàn anh em lấy con này thì nó quá đẹp rồi, quá vip rồi. K10 giá 1.450.000 nha. Tiếp theo con K11 ha. K11 là con Echo khủng long ăn cỏ anh em, Kiwis ha, 253, nòng con này 32 ly, nó 25cc nha. Con này thì bình xăng lớn thì zin nè, dòng này bình xăng con lúc nào cũng là 260 hay kim mới nha anh em, còn cái mẫu của mình luôn. Tum gời tum nhôm ha, đây 253 nha anh em, quá đẹp luôn này, đẹp xuất sắc luôn nha. Hiện tại thì con này đang dùng là tay đơn nha, anh em muốn đổi tay đôi thì chốt hàng nhớ báo cho em ha, em sẽ đổi cho anh em thành bộ tay đôi nha. Trắng cỏ rồi đầu bò đầy đủ của mình hết luôn. K11 giá 1.500.000 nha anh em. Tiếp theo là con K12 ha. Nổ quá giòn luôn em. K12 là con Kawasaki TX23 ha. Này thì nòng 32 ly, nó 23cc. Nó để là TX nhưng mà cái dòng này cái dáng là giống như thằng TG 24-25 mà anh em. Nhìn đi gan luôn không khác chứ nha. Bình xăng lớn thì zin nguyên bản nè, có cái đế bảo vệ bình xăng lớn luôn. Dòng này hư lật giặt này kia thì anh em lấy có thằng TG 24-25 này kia anh em đắp qua là giống nhau hết. Bình xăng con thì 260 hay kim. Đặc biệt là tum gời tum nhôm anh em, có thể tháo gời đầu máy nha. Công tắc gặt ha, anh em chốt thì anh em nhớ là kiểm tra công tắc trước giùm em khi test hàng nha. Nhớ gặt lên là mở, còn gặt xuống là tắt ha. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha. Con này thì nó có thêm cái chén là chống ốc mài mòn luôn nha anh em. K12 giá 1.500.000, hàng quá đẹp. Tiếp theo là con K13 ha.
K13 này quá xuất sắc luôn em ơi. Zin 100% luôn ha. Chụp giật trợ lực nè. Nòng con này thì nó 34 ly, nó 25cc nha, trợ lực lớn, có dây thiều luôn. Bình xăng thì sáng ha, áo thì còn đẹp xuất sắc nha. Bình xăng lớn, zin và họng là họng quay lên nha anh em. Họng xăng khá là dễ và khá là an toàn khi mà anh em xài ha. Bình xăng là con là ga ngang quanh gồ và dùng e là e đỏ tự động nha anh em. Hàng này quá vip luôn em ơi. Tum là tem mát còn đầy đủ nè ha. Nước sơn là còn nguyên nước sơn, nữ sơn zin nha anh em. Để nhiều anh em gặp máy mới quá anh em nói không biết có sơn lại không. Này thì hàng mới quá thì nhiều anh em hỏi thì nó cũng phải, nhưng mà nhiều khi cái nào mới thì em nói mới anh em. Còn cái nào zin thì nó zin chứ về anh em nhìn anh em cũng biết mà, đúng không? Ha, chứ để anh em hỏi mới quá này có thai không? Này nhiều khi em cũng chịu thua luôn. Láp đầu bò zin nha. K13 giá 1.600.000, tại gặp nhiều trường hợp anh em về hỏi anh em gặp hàng mới hỏi có thai không. Tiếp theo con K14 ha. K14 là con Echo Kiwis 260 anh em, con này như có sa cò anh em. Mời con này có sa cò nha. Đây, anh em muốn giật nhẹ thì anh em đẩy thằng này vô nè, đẩy cái cò này nè, anh em đẩy vô thì giật nó nhẹ nha. Đây, đây có sa cò phía trước nè ha. Nòng 34 ly, 26cc nha. Bình xăng lớn zin ha, họng cũng là họng quay lên nè. Bình xăng con là bình xăng con zin của nó luôn. Tum thì tum nhôm nha anh em. Dòng này quá vip luôn. 260 ha. Tem mát còn đầy đủ nha. Đây ha, 260 nè, số seri máy còn mình luôn nha. Mắt in dao băng đầy đủ luôn ha. Con này thì công tắc trên tay cho mình luôn nè. Trắng cỏ đầu bò zin nha anh em, máy zin nguyên cây, con này có sa cò. K14 giá 1.800.000. K15. K15 là con Maguyama anh em, nòng 34 ly, này 26cc ha. Con này thì zin toàn bộ 100% luôn nha. Bình xăng lớn, bình xăng con, áo bọng này kia máy móc là zin hết. Lốc thì có mắt in cho băng nha. Tum liền tum nhựa. Ga thì ga búp zin em, búp môi dịch nè. Búp xịn nha. Mà con này có cái khuyết điểm là bên đây nó bị mẻ hết hai găng nè em. Mẻ thôi chứ vẫn còn dính liền chứ không có bị lìa nha. Ha. Bồ trắng tươi luôn. Ở thì bây giờ con này em bán cho anh em 1.9 nè ha. K15 giá 1.900.000. K16. K16 con này cũng là Maguyama ha. Con này 34 ly 26cc. Con này cũng zin toàn bộ luôn em, nhưng mà nó mắc hơn K15 100.000, 50.000 á, là ở chỗ thằng này nó tum gời anh em. Tum gời tum nhôm nha, là anh em có thể tháo gời đầu máy ra anh em làm thêm một chức năng này kia nữa. Chung mà anh em chỉ việc là có thể là anh em muốn xài cái đầu máy đó thì anh em chỉ việc tháo ra thôi ha. Còn lại bình xăng nè, bình xăng con đồ ga ngang quanh gồ zin nha. Lốc thì cũng có mắt in da băng đầy đủ cho mình luôn nha anh em, chữ chà bá luôn nè. Láp trắng cỏ đầu bò zin nguyên bản cho mình luôn ha. Rồi, K16 giá 1.950.000, với lại con này liền đồ hết nha, không bị sức mẻ ha. Tiếp theo K17. K17 là con Honda gửi 25 anh em. Con này nồng nồng thì 4 thì tính ngựa anh em. Này thì 1.1 ngựa nha. Nó còn không thì nhiều anh thì gọi là 1.1 HP đó. Nhiều khi dùng miền của em gọi là ngựa, mà anh miền ngoài gọi là HP. Nó ngựa nhiều khi mà anh không hiểu. Nên cho nên là em nói hai thứ luôn cho anh em nghe, anh em còn biết đường ha. Đặc biệt con này tum gời tum nhôm nha anh em. Ốp eo rất là mềm, mềm xịn luôn nha, còn mới chát luôn nè. Công tắc trên tay ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin. Con này được cái là nó xài tay lệch anh em, giúp cho anh em cắt sẽ đỡ mỗi tay.
Lốc thì Honda ghế 25 có dọc đầy đủ với mình luôn nè. À, lốc có dọc luôn nha anh em. Đó, nguyên xì, áo thì đẹp xuất sắc luôn ha. K17 giá 2.700.000, xăng riêng nhớt riêng anh em. Nè, xăng trắng nè, còn bình nhỏ bình nhớt nè, nhớt nhớt xe Honda đó. Thì con này anh em chốt thì nhớ hàng về anh em nhớ trăm miếng xăng và anh em trăm miếng nhớt cho em luôn nha. Tại vì hàng đi em đổ ra hết rồi chứ không có chừa đâu. K17 giá 2.700.000 nha. Tại bắt buộc bên nhận chuyển nó báo là mình phải tháo anh em, chứ để nó sợ cháy nổ đó ha. Rồi, cuối cùng K18. Con này hên đó anh em, cái bô nó quay xuống á chứ nó bô mà kia như mấy con kia nó quay thẳng ra đây chắc thổi em bay luôn quá anh em. Con này quá trời khỏe luôn. Này Kawasaki TD40 nha. Nòng 40 ly 40cc luôn. Lốc là da băng cho mình đầy đủ luôn nha anh em. Lốc zin nha. 40 ly 40cc mà nó còn có thêm cái quả bình sang trên nòng đứng một cái nữa thì con này thứ gì chịu nổi con này anh em. Bao cho anh em cắt mọi loại cỏ, loại con cứng cỏ dày cỏ từ già bao nhiêu tuổi cũng cắt được hết. Ha, xới đất cũng rất là ok mà thổi lá cũng rất là khỏe luôn. Cái này anh em gắn đầu máy, tháo đầu máy ra anh em khi đậu xe cũng rất là ngon lành luôn nha anh em. Ha, bình xăng con zin của nó luôn nha. Xăng ở trên đổ thẳng xuống thì ở đây em có gắn cục lượt xăng cho mình luôn nha. Cho nên anh em xài cứ yên tâm ha, không có cặn gì nó vô đây được đâu. Nó qua cặn nó dính lại trên đây rồi. Xăng nó sẽ vô đây sẽ là xăng sạch 100% luôn. Đây ha, phía sau nó còn tem mình luôn. Có cái đế luôn. Ống lắp lại xay 360 độ, khi mà anh em cắt góc ngách thì chỉ việc xay cái lắp thôi. Đầu máy vẫn giữ nguyên cho mình. Hay là một cái đặc điểm nổi trội của con máy nằm đứng là lúc nào mấy con máy mà bình xăng trên đó là lúc nào nó cũng xài là lắp xoay luôn nha anh em. Chỗ móc dây đeo thì ba chỗ này quá chắc chắn này ha, mới cáo luôn. Ống lắp 28 nha anh em, bởi vì anh em có thể tháo ra anh em gắn xí đắt luôn rất là ok. K18 giá 3.800.000 anh em. Dòng này thì cắt cước thì quá trời ngon này ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em nha. Chào tất cả anh em ha.